Chỉ xe tăng chủ lực Thai 99A của Trung Quốc đủ sức đối đầu T-90MS. Mặc dù quân đội Trung Quốc sở hữu số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực rất lớn, nhưng chỉ có một số rất ít xe tăng Thai 99A thuộc loại hiện đại nhất của nước này mới đủ sức đương đầu với xe tăng T-90MS của Ấn Độ. Theo trang web quan sát quân sự của Mỹ, quân đội Trung Quốc đã triển khai xe tăng chủ lực Thai 99A hiện đại nhất ở dãy núi Karakoram, nằm trong khu vực biên giới trên cao phía tây nam Trung Quốc, giáp với Ấn Độ và Pakistan. Trước đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới rất căng thẳng. Hai bên đã liên tục triển khai quân số vũ khí, trang bị kỹ thuật hạng nặng lên khu vực biên giới. Mặc dù địa hình của khu vực này rất hiểm trở, được coi là nóc nhà thế giới, nhưng cả hai bên điều khiển xe tăng chiến đấu hạng nặng tại đây. Không lâu trước khi Trung Quốc và Ấn Độ tuyên bố rút khỏi khu vực biên giới để giảm bớt căng thẳng, đã có thông tin cho rằng Trung Quốc đã triển khai các xe tăng t 99A tiên tiến nhất lên khu vực giáp xanh và được thực hiện vào trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Việc Trung Quốc chỉ khai xe tăng Thai 99A là đặc biệt đáng chú ý bởi vì Thai 99 là trang bị tinh hiện đại nhất và tương đối khan hiếm ở Trung Quốc. Hiện số xe tăng này được ưu tiên triển khai ở khu vực đối diện với bờ eo biển Đài Loan. Mặc dù Thai Chinchina đã được đưa vào biên chế từ năm 2000, nhưng đến nay với chỉ khoảng 300 chiếc Thai Chinchina trong biên chế, trong khi tổng số xe tăng của Trung Quốc là hơn 3.000 chiếc. Xe tăng chiến đấu chủ lực Thai 99A được coi là một trong những loại xe tăng mạnh nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay. Mẫu xe tăng nâng cấp này được đưa vào trang bị năm 2011. Tuy nhiên, Thai 99A không được triển khai rộng rãi như xe tăng Thai 96. So với Thai 99A, xe tăng Thai 96 không sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến và giá thành cũng thấp hơn nhiều. Việc Trung Quốc chỉ khai xe tăng T-99A ở biên giới Trung Ấn nhằm đảm bảo lợi thế về hiệu suất chiến đấu khi so với các xe tăng chiến đấu chủ lực của Ấn Độ như T-72 và T-90 mà trước đó quân đội Ấn Độ đã triển khai tại đây. Nếu xung đột nổ ra, các loại xe tăng khác của Trung Quốc có thể mất lợi thế trước xe tăng T-90MS của Ấn Độ và trong đợt căng thẳng vừa qua, Ấn Độ có kế hoạch triển khai hàng trăm chiếc T-90MS ở các khu vực gần biên giới Trung Quốc. Theo những thông tin, ngoài xe tăng t 90 a Trung Quốc cũng triển khai xe chiến đấu bộ binh T-04A ở khu vực biên giới. T-04A là sự bổ sung hiệu quả cho các xe tăng hạng nhẹ T-15 được Trung Quốc bố trí từ trước đó. Vì quân đội Trung Quốc triển khai xe tăng chủ lực T-99A ở khu vực có độ cao lớn, chẳng hạn như dãy núi Karakoram, đặt ra những thách thức mới cho quân đội Trung Quốc. Thực tế địa hình này sẽ không phù hợp cho triển khai T-99A mà loại xe tăng hạng nhẹ T-15 sẽ phù hợp hơn. Nếu quân đội Trung Quốc bố trí xe tăng Type 15 tại khu vực Karakoram không những giảm bớt gánh nặng cho các xe tăng chiến đấu chủ lực và giúp các xe tăng hạng nhẹ này có thể phát huy được lợi thế ở các địa hình phức tạp hơn mà đây là một lợi thế mà Ấn Độ không có do hiện nay Ấn Độ không có xe tăng hạng nhẹ. Xe tăng Type 15 của Trung Quốc được phát triển cho các chiến dịch đổ bộ đường biển và chiến đấu ở địa hình đồi núi hiểm trở. Còn Ấn Độ đang xem xét để tiếp tục mua nhiều xe tăng có hiệu suất chiến đấu tốt hơn và tiên tiến hơn trong tương lai, chẳng hạn như xe tăng thế hệ thứ tư T-14 Amata của Nga. Đồng thời Ấn Độ sẽ tiếp tục nâng cấp lực lượng xe tăng T-90 và T-72, hiện có số lượng rất lớn. Tuy nhiên, quy mô lực lượng tăng thiết giáp của Trung Quốc triển khai trong khu vực nhỏ hơn nhiều. Một khi xung đột nổ ra, lực lượng xe tăng Ấn Độ sẽ đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với Trung Quốc. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.